Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện này. Quý vị thân mến, sau rất nhiều những biến cố, những tưởng rằng giờ đây thì cả Ly và Quân sẽ có một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Thế nhưng không, bất ngờ thì Tuyết và mẹ của Quân lại xuất hiện. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Tuyết đã vô tình khiến cho Ly rơi xuống biển. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Ly có được cứu sống hay không. Và sau sự việc này thì mối quan hệ giữa Ly, Quân và mẹ của Quân sẽ thay đổi ra sao. Bên cạnh đó, tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông mà anh Sang nghĩ rằng sẽ có sự tác động rất lớn đến câu chuyện tình yêu giữa Ly và Quân. Vậy thì Ly đã giáp mặt với người đàn ông này trong tình huống ra sao? Cũng ở tập truyện này thì Tuyết, cô ta lại tiếp tục giở trò với Ly. Vậy thì điều bất ngờ nào đã xảy đến khiến cho ả ta phải ra tay như vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của anh Sa. Quân vội vàng đưa tay bóp mũi của cô, một tay mở khẩu hình miệng rồi cúi xuống truyền hô hấp qua đấy. Mỗi phút trôi qua giống như một sự nghẹt thở bao trùm cả một khoảng biển trời. Cái Phương giờ đây sợ đến nỗi cứ khóc thút thít. Đức thấy như vậy thì lại gần dỗ dành, mà Tuyết thì đứng ở bên cạnh cũng mang theo một chút lo sợ xen lẫn hả dạ. Không biết là Quân đã bao nhiêu lần ấn tìm ngoài lồng ngực rồi lại hô hấp nhân tạo cho cô. Sắc mặt của anh đã căng thẳng đến nỗi muốn hét lên để cô tỉnh lại. Cho đến khi tiếng ho vang lên kéo theo nước từ trong khoang miệng của Ly trào ra, từng cơn ho sặc sụa kéo đến, Quân lúc này thở phào, ngồi phịch xuống, yết hầu thì chạy dọc một đường thẳng. Ly từ từ mở mắt ra, cái Phương thì mừng đến nỗi vừa khóc vừa cười. Cô nhìn thấy anh ở ngay bên cạnh, cả người ướt sũng rồi khẽ gọi Quân. Anh lúc này chẳng nói gì cả, chỉ cúi người xuống bế bổng cô lên. Ly theo phản xạ vòng tay qua cổ của anh bám víu, cả người của cô có phần mệt mỏi tựa vào. Quân quay người lại định bế cô về phòng, thế nhưng mà phía sau của anh lúc này là Tuyết đang đứng ngay đấy, sắc mặt thì tái xanh. Ánh mắt của anh sắc lạnh giống như lưỡi dao quét lên gương mặt của ả ta, gằn mạnh rồi nói: "Tránh ra đi." Ả ta nghe như vậy đứng nép sang một bên. Quân sau đó bế cô rời đi, Phương và Đức cũng vội vã theo sau. Lúc này thì ở mũi thuyền chỉ còn lại bà Nga và Tuyết. Từ nãy đến giờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện, bà Nga lúc này mới lên tiếng: "Tuyết à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe như thế thì ả ta mới nhìn sang bà, ánh mắt ngay sau đó đỏ hoe rồi rưng rưng nước. "Bác Nga, thực sự cháu không hề làm gì cả. Lúc đó thì cháu chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, xem liệu rằng có thể nào giúp được gì cho công việc không. Thế nhưng mà lúc đó sóng lớn quá, không cẩn thận, cháu không giữ được thăng bằng, thế nên va nhẹ vào cô ấy. Nhưng mà bác ơi, cháu không hề muốn điều đó xảy ra. Cháu đã cố gắng cứu cô ấy rồi, bác cũng nhìn thấy mà." Bà Nga nghe như vậy thì tin tuyệt đối, bởi vì bà cũng tận mắt nhìn thấy Tuyết kéo cô vào trong, thế nhưng mà lại bị sóng đánh bật ra xa. "Được rồi, bác tin mà. Bây giờ thì người không sao là tốt lắm rồi." Giờ đây thì ả ta cầm tay của bà nức nở rồi nói: "Nhưng mà bác ơi, anh Quân không tin cháu. Bác cũng nhìn thấy thái độ khi nãy của anh ấy. Bây giờ thì chắc là anh ấy đang giận cháu lắm. Bác à, bác nhất định phải nói giúp cháu đấy." "Được rồi, bác tin mà. Bây giờ thì người không sao là tốt lắm rồi." À ta lúc này cầm tay của bà nức nở rồi nói:
Nhưng mà bác ơi, anh Quân không tin cháu. Bác cũng thấy thái độ khi nãy của anh ấy rồi đấy. Bây giờ thì chắc là anh ấy đang giận cháu lắm. Bác à, bác nhất định phải nói giúp cháu đấy. Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Tất nhiên là bác sẽ giúp cháu rồi. Thế để lát nữa, bác sẽ nói chuyện với nó. Bây giờ thì vào thay đồ đi đã. Ướt hết cả người rồi đấy. Thế mau lên không thì cảm đấy. Nói rồi thì bà cũng đỡ lấy à ta đi vào trong. Lúc này ở khoang phòng của du thuyền, Quân bế cô đi lại giường rồi đặt cô ngồi xuống. Suốt từ nãy đến giờ Thanh vẫn không nói lời nào. Ly lại lên tiếng gọi anh. Anh nghe thấy, thế nhưng mà vẫn không nói gì cả. Đứng dậy, sau đó thì đi lấy một chiếc khăn bông lớn, ngồi xuống đưa cho cô. Em thay đồ ra đi, nếu không thì cảm đấy. Ly nhìn anh cũng nhận ra được Quân có điều gì đó khác lạ. Cô nhận lấy cái khăn sau đó hạ giọng nói. Quân à, anh sao vậy? Anh giận em điều gì sao? Anh nhìn thấy cô cứ chần chừ như vậy thì cầm lấy chiếc khăn rồi chùm lên đầu của cô, lau mái tóc ướt sũng đó, sau đó đáp. Tại sao tôi lại giận em chứ? Ly ngước mắt lên nhìn anh, hai hốc mắt đỏ hoe, thanh âm có phần kìm nén. Tại vì em thấy anh nói, anh nói rất lạnh nhạt. Quân à, chưa vòng hôm qua anh tặng em đã rơi xuống biển rồi. Em đã cố gắng túm lấy thế nhưng không được. Anh đã nói đó là vòng kết duyên, vậy mà em lại không giữ được. Liệu có phải là chúng ta... Nói đến đây thì cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại. Cô không đủ dũng cảm để nói ra ý phía sau. Khi đấy thì Quân bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt hơn. Gương mặt của Ly áp sát vào ngực của anh, nghe do tiếng tim đập rất nhanh và vội vã. Không phải là tôi giận em, mà là tôi đang giận chính tôi. Nếu như lúc đó tôi không đến kịp, có lẽ là cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận mãi. Ly à, chiếc vòng đó mất đi có thể là sẽ buồn, nhưng mà tôi vẫn có thể mua cho em rất nhiều cái khác. Nhưng nếu như em không còn nữa thì tôi phải làm thế nào đây? Cô nghe đến đây thì vòng tay ôm chặt lấy anh, nước mắt chảy dài xuống. Món quà đầu tiên anh tặng em, ấy thế mà em lại làm mất như vậy. Em chỉ sợ là vì điều đó mà anh giận em thôi. Lời vừa nói xong thì cô bỗng nhiên hắt xì một tiếng. Quân thấy như thế, đẩy cô ra rồi nói. Em mau thay đồ lau người đi đã. Tôi đi lấy nước ấm cho em. Nói xong câu đó, Quân cũng đứng dậy chờ ra ngoài. Lúc này thì Ly lấy chiếc khăn chùm trên đầu xuống, ánh mắt rũ buồn rồi nói. Vòng kết duyên mất rồi. Vậy còn chúng ta thì sao đây? Buổi trưa hôm ấy, bọn họ tổ chức ăn trên du thuyền. Quần áo thì giăng phơi chẳng mấy chốc, nắng gió đã hong khô tất cả. Sau khi mọi thứ xong xuôi, mọi người ngồi quây quần bên hai bàn ăn nhỏ, rượu vang cùng với sơn hào hải vị. Mọi thứ hoàn hảo đến như vậy, thế nhưng mà không khí thì trầm lắng kỳ lạ. Bỗng nhiên lúc này thì Tuyết nhìn cô rồi lên tiếng. Ly à, cô không sao rồi chứ? Ly nghe như vậy nhìn sang à ta. Cô vẫn còn nhớ lời à nói trước đó, trong lòng có một chút bài xích, cười gượng rồi đáp lại. Cảm ơn, tôi không sao. Khi nãy cô làm tôi lo quá. Tôi có nhảy xuống cứu cô thế nhưng mà sức của tôi thì không được khỏe. Cũng may là Quân và Đức đến kịp. Nghe như thế thì Quân lúc này mới nhìn đến à. Tôi vẫn đang thắc mắc là vì sao lúc đó cô lại có mặt ở đó đấy. À ta nghe như vậy thì bỗng nhiên có một chút chột dạ. Thế nhưng mà rất nhanh chóng nặn ra nụ cười cứng ngắc sau đó nói. Em chỉ ra hóng gió ngắm biển thôi. Thấy Ly cũng ở đấy thế nên đi lại nói chuyện với cô ấy. Vậy sao? Thế cô nói chuyện gì vậy? Câu hỏi đó khiến cho ả ta cứng họng. Tuy đưa ánh mắt nhìn sang cô, trong đầu thì túng quẫn, không biết nên trả lời ra sao. Ly cũng nhận ra sự lúng túng của ả ta. Cô cũng không muốn làm to chuyện, lên tiếng.
Cũng không có gì đâu. Cô ấy chỉ là hỏi một chút về công việc của em thôi. Quân nghe thấy cô trả lời hồ như vậy, trong lòng thì không mấy vừa ý, lạnh giọng rồi nói. Tốt nhất đừng có để cho tôi biết được chuyện khi nãy không phải là sơ ý. Lời nói mang tính chất đe dọa khiến cho hà ta tái mặt. Quân à, em... Bà Nga từ nãy đến giờ im lặng, lúc này thì lại lên tiếng. Quân, sao lại nói như vậy với con bé? Khi đó thì Tuyết, nó cũng liều mạng nhảy xuống cứu cô ấy rồi đấy. Thế đáng lẽ ra, con nên cảm ơn mới phải chứ. Ai lại dùng thái độ như vậy? Quân nghe như vậy thì liền nhìn sang bà. Mẹ à, hôm nay thì mẹ búc vé máy bay về luôn đi. Tuổi của bà cũng đã cao, mẹ đi lâu như vậy không tiện đâu. Lần đầu tiên thấy anh dùng thái độ có phần bất mãn nói với mình như vậy, bà Nga sửng sốt. Quân, ý con là sao? Con không có ý gì cả, chỉ là nhắc mẹ về sớm bởi vì có mỗi mình ba ở nhà thôi. Nhà mình đâu thiếu gì người ở đâu. Ông ấy cần gì, bị sao, đã có họ lo rồi. Nhưng mà dù sao thì họ cũng chỉ là người ngoài, không thể nào chăm sóc tốt bằng người nhà được đâu. Bà Nga thấy anh cương quyết thì liền đặt mạnh đũa xuống, sau đó nói. Quân, hay là con thấy mẹ ở đây làm phiền con, muốn đuổi mẹ đi á? Kìa mẹ, con không có ý đó. Nét mặt của bà Nga hầm hực thở mạnh một cái. Tôi được rồi, tí nữa thì mẹ sẽ ra búp vé để về luôn. Thế nhưng mà mẹ cũng nói luôn, lần này về thì mẹ sẽ sang nhà của bác Lan, bàn chuyện cưới xin của con và cái Tuyết. Vừa nghe như thế, mọi người liền sửng sốt. Quân thì có phần tức giận, gắt lên. Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, sự nghiệp và cả hôn nhân con không hề thích bị sắp đặt như vậy. Riêng chuyện mẹ để cô ta đến công ty làm việc, con đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Chuyện này mẹ đừng có quá đáng thêm nữa. Con nói gì cơ? Mẹ quá đáng á? Mẹ cũng là lo cho mày. Chọn vợ thì mẹ cũng chọn đứa tử tế, con nhà gia giáo cho mày. Thế mà mày lại bảo là mẹ quá đáng á? Được, vậy thì con cũng nói thẳng luôn, con sẽ không bao giờ lấy cô ta. Và người mà con muốn lấy là Ly. Câu nói của anh một lần nữa khiến cho mọi người ở đây lại sửng sốt. Ly thì cũng kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn anh. Quân, bà Nga lúc này phải nói vô cùng sững sờ, đến nỗi hô hấp không còn đều đặn được nữa. Mày dám? Cơn tức khiến cho bà không nói được nên câu. Sau đó thì bà Nga bỗng nhiên thở dốc, bàn tay thì túm lấy ngực áo của mình, miệng thì há ra, khó khăn hít lấy không khí, sắc mặt theo đó cũng tái nhợt. Quân nhận ra điều không ổn, vội vã đi lại, đỡ lấy bà. Mẹ à, mẹ sao vậy? Bà Nga giống như lên cơn hen, liên tục thở mạnh, bàn tay thì xoắn vào ngực áo, cơn đau từ tim nhói lên. Quân lo sợ nhìn Đức. Mau lên, gọi cứu hộ đi, rồi quay thuyền về. Đức nghe như vậy, vội vàng đứng dậy rời đi. Cùng lúc này thì bà Nga cũng đuối sức rồi ngất lịm. Mẹ à, mẹ! Một lúc sau đó, thuyền đang trên đường quay về thì cano cứu hộ đi đến. Quân bế lấy bà Nga chuyển sang bên đấy, rồi đi về đất liền trước. Du thuyền của bọn họ cũng theo sau. Bà Nga được đưa vào bệnh viện lớn của đảo S. Mọi người sau khi vào đến đất liền thì cũng vội gọi xe đến bệnh viện. Lúc này thì Đức dẫn đường đến căn phòng mà Quân đã nhắn. Khi đó thì một vị bác sĩ bước ra, nhìn thấy mấy người họ thì lại hỏi. Đây là người nhà của bệnh nhân sao? Ngay như vậy thì Đức gật đầu. Dạ vâng ạ. Bác sĩ à, bà ấy có sao không ạ? Chúng tôi đã kiểm tra và chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Thời gian này không nên gây ồn ào, chỉ cần một người ở đây chăm sóc là được rồi. Tránh động hoặc làm gì khiến bệnh nhân sốc, khi đó thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Linh nghe như thế, khẽ nghiêng người nhìn qua khung cửa. Quân ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt thì thất thần, nhìn chăm chăm vào mẹ.
Cảm giác anh đang day dứt và bất lực khủng khiếp trong lòng của cô cũng trở nên nặng nề. Sau khi nghe lời khuyên và căn dặn của bác sĩ thì bọn họ dù lo lắng nhưng cũng không nán lại lâu, lập tức trở về villa. Tâm trạng của anh lúc này cũng cảm thấy trầm mặc. Ly thì bỏ về phòng của mình rồi leo lên giường ngồi một góc. Cái Phương thì cũng bước vào nhìn cô rồi nói: "Tao đã nói rồi, cửa ải này vô cùng khó khăn, khó qua lắm đấy. Nhìn Quân là tao biết anh ta rất thương mẹ. Không biết có đủ dũng khí để tự quyết định hôn nhân của mình không nữa." Ly nghe như vậy càng thêm ảo não. "Bây giờ thì tao không biết nên làm như thế nào cả. Cảm giác trong lòng khó chịu khủng khiếp. Khi nãy nhìn anh ấy bất lực ngồi bên cạnh giường bệnh và ánh mắt day dứt, tao bỗng nhiên nghĩ liệu rằng có phải chuyện là do tao mới ra cớ sự như vậy không? Không phải là do ai cả, mà là do cái duyên, cái phận, bởi vì cái số của hai đứa mày thôi. Mà tao nói thật nhé, nếu như trái tim mày đủ mạnh mẽ thì hãy lựa chọn tiếp tục." Liên nghe như thế bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt rũ xuống. Nói như Phương thì nếu như cô không đủ mạnh mẽ như vậy thì chẳng phải là nên kết thúc sao? Phương nhìn cô ngồi thẫn thờ ôm gối ở góc giường, đôi mắt thì đỏ hoe, chỉ trực chờ muốn khóc, thở dài một hơi. Sau đó thì bỗng nhiên lấy một chiếc vòng nịt ra. "Này, cầm lấy đi." Ly có một chút không hiểu nhìn Phương, không hiểu là Phương muốn làm gì, thế nhưng mà vẫn đưa tay ra cầm lấy hai đầu. Ngay khi đó, Phương bất chợt buông tay. Chiếc vòng bật vào ngón tay của cô một âm thanh chát, khiến cho Ly đau rát kêu lên. Cô sững sờ nhìn bạn không hiểu gì cả. Phương lại hỏi: "Sao? Có đau không?" Không biết là hàm ý trong câu hỏi đó nghĩa đen hay nghĩa bóng, thế nhưng mà bỗng nhiên lồng ngực của cô co bóp đến nghẹt thở. Nước mắt giờ đây đã không còn giữ được nữa, chảy dài xuống, cổ họng thì nghẹn lại. "Đau chứ?" "Đã biết đau, thế tại sao không buông ra đi?" Ly nhìn cô bạn của mình, dòng cảm xúc không còn cách nào để khống chế được nữa. Nước mắt thì cứ như vậy liên tiếp chảy ra. "Nhưng mà buông không kịp. Tao không hề biết sẽ đau đến như vậy." "Tình yêu là như vậy đấy. Cứ phải đau thấu vào xương tủy, tổn thương đến tận tâm can thì mới có thể trưởng thành được." Cùng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Cái Phương ngồi dậy đi lại mở cửa thì bắt gặp Đức đứng ở đấy. "Có chuyện gì sao?" "Quân gọi điện cho tôi nói trong hôm nay búp vé về ngay." Nghe như thế Ly sửng sốt đi lại. "Vậy Quân thì sao?" "Tạm thời thì Quân ở lại đây cho đến khi nào mẹ cô ấy khỏe lại." "Chỉ một mình anh ấy ở lại á?" "Không, Tuyết cũng ở lại. Chỉ có ba chúng ta trở về thôi." Nghe câu nói đó thì trái tim liền co bóp mạnh, cảm giác đau đến nghẹt thở. Ly cười gượng một cái, sau đó quay người đi vào. Ngay trong ngày hôm đó thì bọn họ thu dọn hành lý rồi rời khỏi villa, gọi xe ra thẳng sân bay. Đứng giữa phòng soát vé rộng lớn, người qua lại như vậy, hỗn tạp những âm thanh vang lên trong nhà kính. Ly mang theo tâm trạng nặng nề, Lê từng bước chân không sức lực bước đi. Thi thoảng đôi lần khẽ ngoái mặt lại phía sau, như tìm lại tâm tư đang bỏ rơi ở đâu đó. Mọi thứ mới đây, thế mà trôi qua thật nhanh. Khi trước cô từng nghĩ vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp thì sẽ xin vào một công ty nào đấy ổn định hơn để có thể dành tiền lo cho mẹ. Tuyệt nhiên chẳng bao giờ đoái hoài đến thứ tình cảm mơ hồ, bởi vì cô sợ nếu như cô lấy chồng thì sẽ không thể nào chăm sóc cho bà nhiều hơn. Gia cảnh là như vậy, cũng chẳng muốn liên lụy đến người khác. Thế nhưng giờ đây thì sao? Tính đi tính lại, vẽ ra bao nhiêu phương hướng thì cuối cùng vẫn không thể nào tránh được đôi mắt hoài bão của người đàn ông. Không những không tránh được, lại còn vì anh mà điên đảo. Vì anh mà lại tự vui tự buồn, rồi tự đau. Cuối cùng thì vì anh lại cứ như thế trao thân. Cuộc đời con người thật kỳ lạ. Biết yêu là đau khổ đấy, thế nhưng vẫn cứ cắm đầu vào. Biết là càng tiếp tục lại càng đau,
Thế nhưng mà vẫn cứ đâm đầu không nỡ dứt ra. Hóa ra thì ta cũng có những lúc ương bướng mạo hiểm đến giải khờ. Cái Phương lúc này thấy Ly cứ đờ đẫn như vậy, quay sang rồi gọi. Ly! Cô nghe như thế nhìn sang Phương, sắc mặt thì ủ rũ. Cái Phương chán nản thở dài. Thôi, cứ kể đi. Nghĩ nhiều làm gì nữa. Thời gian này anh ta bận chăm sóc cho mẹ, thế nên cũng thông cảm một tí. Phương à, trả lời thật với tao đi. Mày thấy tao và anh ấy có thể nào tiếp tục được không? Tiếp tục được hay không thì phải do mày và anh ta. Người ngoài như tao không quyết được. Chỉ là bây giờ buông cũng đau, mà giữ thì cũng chảy máu. Cứ thử suy nghĩ mà xem. Lựa chọn đau một lần rồi thôi, hay là để cho máu cứ chảy càn hết thành sẹo, rồi mỗi khi trời lại nhói lên, cứ như là nhắc ta phải nhớ vậy. Liên nghe như thế bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Cùng lúc đấy, Đức cầm ba chiếc vé đi lại. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi đấy, chúng ta mau đi thôi. Nghe như vậy cái Phương cũng gật đầu, sau đó nhìn sang cô, thờ thẫn như vậy, thì liền túm tay cô kéo đi. Đi đã, đi về rồi nghĩ tiếp. Ba người bọn họ cứ như thế bước lên máy bay, đến khoang hàng thương gia, ngồi xuống vị trí ghế của mình. Khi mà nữ tiếp viên phát loa thông báo máy bay chuẩn bị khởi hành, Lê lại khá nhìn ra bên ngoài cô ô cửa kính. Đường bay rộng lớn trải dài từng chút thu nhỏ lại khi chiếc máy bay đang dần lao về phía những đám mây mù dày đặc. Chớp mắt đã chẳng còn nhìn thấy bên dưới nữa. Cũng chỉ là quay trở về nhà, xem chừng chỉ là tạm xa cách nhau vài ngày thôi. Thế nhưng mà trong lòng của cô mâu thuẫn giằng xé. Có lẽ khoảng thời gian này cô cần yên tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Lúc này thì ở phòng bệnh của bà Nga, cái Tuyết đi vào lên tiếng. Quân, ba người họ đã lên máy bay về rồi. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Còn cứ để em trông bác cho. Quân nghe như vậy thì nhìn sang ả ta, ánh mắt thì vẫn vô cảm như thế. Ở đây cũng không cần đến cô. Cô cũng bay về đi. Lời nói vừa dứt thì bà Nga mở mắt ra. Sắc mặt có phần nhợt nhạt, thều thào rồi nói. Quân, để con bé Tuyết ở lại đi. Con đã đồng ý với mẹ rồi cơ mà. Quân nghe như thế trong lòng cảm thấy chán ghét ả ta. Thế nhưng mà vẫn cố gắng nhìn xuống, quay sang bà rồi nói. Mẹ, bác sĩ nói thời gian này mẹ nên nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nếu như mẹ muốn cô ta ở lại, thì cứ ở lại. Con về villa trước, rồi lát nữa con vào. Nói xong câu đó, Quân đứng dậy rời đi. Tuyệt nhiên đi ngang qua ả ta cũng không hề liếc lấy một cái. Anh quay trở về villa, căn nhà đã trống trơn. Quân đi thẳng lên phòng của cô mở cửa. Mọi thứ ở đây đã sắp xếp gọn gàng. Trong lòng của anh lúc này nội tâm dấy lên thứ cảm xúc dai dứt. Quân lấy điện thoại ra, định bấm gọi cho cô. Thế nhưng mà sực nhớ ra cô đang ở trên máy bay. Sau đó thì anh chỉ đành gửi tin nhắn. Đừng suy nghĩ nhiều, đợi tôi. Khi mà tin nhắn đã được gửi đi thì Quân lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho một số. Đầu dây bên kia sau một hồi thì bắt máy. Dạ vâng. Ba tôi đâu rồi? Ông ấy đang ở ngoài sân tỉa cây à? Nói với ông ấy, mẹ tôi đang ở đảo S cùng với tôi. Tình hình sức khỏe thì có một chút không ổn, thế nên tạm thời ở lại đây thêm vài ngày nữa. Sau đó liên hệ với bác sĩ Bình. Ngày mai thì búc vé bay đến đảo S. Tôi cần người có chuyên môn ở cạnh khi trở về. Dạ vâng. Sau câu nói đó, Quân cũng tắt máy. Anh trở về phòng, đi thẳng vào phòng tắm, cởi chiếc áo quàng xuống đất, rồi mở vòi nước, để cho nước xối thẳng xuống mặt. Dòng nước mát lạnh này một phần nào đó xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng của anh. Chuyến bay trở về hạ cánh chỉ sau 30 phút khởi hành. Bọn họ đi xuống khỏi sân bay thì đã có xe đến đón đợi sẵn. Lúc này thì Đức cất hành lý bỏ vào cốp, sau đó quay sang Ly và Phương. Đi thôi. Cái Phương mở cửa ngồi vào. Cùng lúc đấy điện thoại của cô vang lên. Ly lấy ra xem. Dòng tin nhắn của Quân gửi đến
khiến cô bỗng nhiên lại suy nghĩ. Cái Phương thấy cô thơ thẩn như vậy thì liền gọi. Ly, lên xe đi. Cô nghe như thế sực nhìn lại, sau đó cất điện thoại rồi ngồi vào trong. Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng ra khỏi sân bay. Buổi tối hôm đó, sau khi vệ sinh và cho mẹ cô ăn xong, thì Ly dọn dẹp rồi tắm rửa. Vừa mới quay trở ra thì điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy cái tên là Phương, cô liền bắt máy. Tao nghe đấy. Sao rồi? Thế từ nay đến giờ anh ta có gọi cho mày không? Không có. Thế nhưng mà lúc tao xuống máy bay thì nhận được tin nhắn. Tin gì thế? Anh ấy bảo tao đừng suy nghĩ và đợi anh ấy. Xem ra thì Lão cũng nặng lòng với mày đấy. Mà nghĩ lại thời điểm bây giờ, đúng là khó xử nhất cho Lão. Một bên là chưa hiếu, một bên là chưa tình. Khó mà biết bên nào nặng hơn. Thế mày trả lời thế nào? Tao cũng không biết nên nói gì cả ấy. Thì có trả lời bình thường thôi. Hỏi han xem tình hình bên anh ta thế nào rồi. Liên nghe như thế chần chừ một hồi rồi cũng đáp. Ừ, thế thôi tao tắt máy đi. Nói rồi thì cô tắt máy, sau đó mở tin nhắn khi nãy của anh lên, đắn đo suy nghĩ, rồi gõ vài chữ nhắn lại. Thế nhưng mà chưa gửi thì lại xóa đi. Cô cũng không biết lúc này nên nói gì cho phải. Cái tin liên tục gõ rồi lại xóa mấy lần, cô còn không nhớ nữa. Khi còn đang đắn đo thì Quân đã gọi đến. Ly chợt nhìn cái tên của anh rồi sau đó bắt máy. Alo. Về đến nhà rồi, sao không thấy gọi cho tôi thế? Em hơi mệt thế nên đi ngủ. Tỉnh dậy thì cũng vừa mới cho mẹ ăn xong nên chưa kịp gọi. Thế bà giúp việc kia đâu? Bác ấy vẫn đang ở đây. Em có nói bác về đi. Thế nhưng bác nói anh đã trả lương một tháng, thế nên bác sẽ ở lại chăm cho đúng một tháng. Cứ để bà ấy chăm một tháng xem có tốt không thì thuê lâu dài. Quân à, thực ra thì không cần như vậy đâu. Khi trước thì em vừa đi học vừa đi làm vẫn chăm mẹ được. Huống gì bây giờ vẫn đang ở nhà, thì cứ để em làm cũng được. Nhưng mà tôi không muốn em vất vả như vậy. Hơn nữa, tôi đã nói với Đức rồi. Ngày mai thì em đến Đại Trường Thành nộp hồ sơ đi. Cậu ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn em. Trước mắt, cứ đến để làm quen với môi trường đã. Ly nghe như vậy thì kinh ngạc. Sao cơ? Ngày mai em đến công ty á? Đúng rồi. Lúc trước thì tôi có nói với em rồi cơ mà. Nhưng mà em vẫn chưa quyết định. Đầu dây bên kia nghe như vậy thì chợt im bặt, rồi sau đó lên tiếng. Ly à, hãy trả lời thật với tôi đi. Em đang nghĩ gì vậy? Câu hỏi của anh bỗng làm cô chột dạ. Em có nghĩ gì đâu. Hôm nay tôi đã ở trước mặt mẹ công khai chuyện của chúng ta. Dù cho kết quả như thế nào thì đó cũng được xem là một bước tiến. Về sau này tôi nhất định sẽ có cách giải quyết. Quan điểm của tôi từ xưa đến nay vẫn như vậy. Vợ thì tôi chỉ lấy một người, và người ấy phải là người tôi yêu. Ly à, em đợi tôi được không? Câu hỏi đó của anh khiến cho Ly chợt sững người. Cô đến bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính mình. Chần chừ một hồi sau đó đáp lại. Quân à, thời gian này anh chăm sóc cho mẹ thật tốt đi. Chuyện chúng ta cứ để sau hay nói. Về việc đến công ty để làm, em cũng cần suy nghĩ thêm, sau đó sẽ trả lời cho anh. Bây giờ cũng muộn rồi đấy, anh nghỉ sớm đi. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Em ngủ đây. Nói xong câu đó, không để cho anh kịp lên tiếng, cô đã tắt máy. Ly cầm điện thoại đi lại phía giường ngồi xuống, tâm tư rối rắm khiến cô lại càng thêm mệt mỏi. Một lúc sau đó thì cái Phương lại gọi đến. Ly chán nản bắt máy. Gì nữa vậy? Đầu dây bên kia giọng phấn khích. Đúng là bạn tốt. Cảm ơn mày nhé. Cô nghe thì không hiểu gì cả. Cảm ơn.
Vì điều gì? Thế cảm ơn mày đã giúp tao giành được một suất ở đại trường thành đấy. Linh nghe xong thì khẽ nhíu mày. Mày nói gì cơ? Thì Đức mới gọi cho tao bảo là ngày mai tao cùng với mày đến phỏng vấn. Thế anh ta không nói với mày á? Quân cũng vừa mới nói, nhưng mà tao chưa đồng ý. Hơn nữa, anh ấy không nhắc gì đến việc mày cũng đi với tao. Thế nên... Thế không nhé, tên Đức đấy chồn tao á. Mẹ kiếp cái tên này, để tao hỏi lại. Vừa nói xong thì Phương tắt máy, thế nhưng một lát sau đó liền gọi lại. Sao rồi? Đúng mày à, Đức nói là Quân đã dặn như thế. Thế mày đành không đi á? Tao cũng chưa biết. Tao còn đang suy nghĩ tiếp tục hay dừng lại đây. Ôi giời, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Mày nên rõ ràng một chút đi. Tốt nghiệp xong, có ngay một việc tốt như vậy, bao nhiêu đứa ở trường mong đợi còn không được. Hơn nữa thì Lão Quân đã đề nghị như thế. Tao nghĩ là anh ta đã có tính toán sẵn. Mày cứ đi đi, đến đâu hay đến đó. Nhưng mà... Thôi thôi, không nhưng gì cả. Thế ngày mai tao qua đón mày nhé. Thế nhá. Nói xong thì Phương tắt máy. Ly thở thẫn nhìn điện thoại, rồi thở dài, ngả người xuống giường. Có phải là cô đang quá nặng nề suy nghĩ không? Buổi sáng ngày hôm sau, như những gì đã nói, Phương qua đón và ép cô lôi đi cho bằng được. Hai người bọn họ ngồi trên con Vision của Phương, đi giữa con phố náo nhiệt. Đức hẹn tao 9 giờ. Bây giờ vẫn còn sớm. Tao và mày đi ăn sáng nhé. Ừ. Bọn họ sau đó ghé vào một hàng phở bên đường. Ly vừa bước xuống xe thì chuông điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra. Thế nhưng mà còn chưa kịp nhìn là ai gọi đến, thì bỗng nhiên một bóng người lao đến, giật lấy rồi bỏ chạy. Hành động đó nhanh đến nỗi Ly không kịp phản ứng, chỉ kịp ơ lên một tiếng. Cái Phương thì phản xạ nhanh hơn, đuổi theo hô lớn. Cướp! Bắt đây nó! Mau giúp tôi với! Bắt cướp! Được cái thời điểm buổi sáng, người người đi làm, thế nên phố xá đông đúc. Nghe hô hoán nhiều như vậy, thì rất nhiều người vội xuống lại giúp một tay. Lúc đấy, có một người con trai ăn mặc khá trẻ trung, bồi bặm, liền lao ra chắn đường kẻ cướp, rồi túm lấy nó. Bắt kẻ đấy ghi ngồi xuống. Phương và Lê lúc này chạy đến chỗ anh ta. Giỏi thật đấy! Giữa ban ngày ban mặt như vậy lại dám cướp á? Muốn lên đồn á? Anh ta giật lại chiếc điện thoại trong tay rồi đưa ra. Của hai cô có phải không? Ly nghe như vậy vội vàng nhận lấy rồi cúi đầu. Cảm ơn anh nhé. Cái Phương lúc này nhìn xuống kẻ cướp là một người phụ nữ, đội mũ lưới chai cuối gầm mặt. Phương tức giận giật cái mũ già rồi quát. Con gái, tụi mà cũng dám đi cướp á? Để xem, mặt mũi thế nào đây? Khi chiếc mũ vừa được tháo xuống, cả Ly và Phương đều kinh ngạc thốt lên. Ánh! Còn Ánh ngồi đấy, trong bộ dạng, ăn mặc thì khá quê mùa so với thường ngày của nó. Mặt mũi tàn tạ đi rất nhiều, khiến cho hai người không khỏi sửng sốt. Lúc này thì cô con trai kia lên tiếng. Hai người quen người này á? Ly nghe như thế, có một chút e ngại rồi đáp lại. Là bạn học của chúng tôi. Ngay như thế, cậu ta mới buông tay ra. Thế nhưng mà con Ánh cũng được đà thì vùng bỏ chạy. Chỉ là được một bước đã bị cậu ta túm lại. Chạy đi đâu? Bạn bè học cùng với nhau. Là đi làm cái trò cướp giật như vậy á? Con Ánh thì mặt mũi vẻ bất cần lên tiếng. Muốn báo công an thì cứ báo đi. Ngay như thế, Ly và Phương lại nhìn nhau. Sau đó cô nói, cảm ơn anh giúp chúng tôi lấy lại đồ nhé. Dù sao cũng là người quen, thế nên chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Mong anh bỏ qua cho cô ấy. Nghe như thế thì cô ta nhìn cô rồi lại nhìn sang con Ánh. Một hồi sau đó cũng buông ra. Không có gì đâu. Người bị cướp cũng là các cô. Muốn xử trí thế nào thì tùy hai người. Cảm ơn anh. Cậu ta lúc này có một chút sững lại nhìn cô sau đó lên tiếng. Hình như là tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. Trông rất quen.
Chắc là anh nhầm thôi, bởi vì tôi chưa từng gặp anh. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cái Phương thì túm lấy tay của con Ánh rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Chuyện này cứ để bọn tôi tự giải quyết. Nói xong câu đó, Phương cũng lôi con Ánh đi trong sự vùng vằng của nó. Ly chào cậu ta một lần nữa rồi cũng theo sau. Lúc đấy, cậu ta còn nhìn theo bóng cô. Trong đầu thì cố nghĩ xem đã nhìn thấy ở đâu. Thì lại bất chợt phát hiện dưới đất một móc điện thoại nhỏ. Cậu ta cúi xuống nhặt lấy, định gọi trả lại. Thế nhưng mới đó mà họ đã đi xa. Chiếc móc điện thoại trên tay là một chú mèo nhỏ gắn kèm với một bức ảnh. Mà trong đấy là gương mặt có nụ cười rạng rỡ của cô trong chiếc áo dài trắng tan trường. Trong phút chốc, cậu ta bị thu hút bởi sự xinh đẹp đó. Ánh mắt lóe lên một chút si mê. Nếu như lần sau gặp lại, thì nhất định phải biết được tên. Cùng lúc này thì một người đi đến khoác vai bá cổ cậu ta rồi nói. Hưng, sao lại đứng ngây ra như vậy? Ngay như thế, cậu ta liền nắm chiếc móc điện thoại vào tay, rồi nhìn lên thằng bạn mỉm cười. Không có gì đâu. Thế xong việc chưa? Xong rồi, đi thôi. Bọn họ cùng đi lại phía chiếc xe ô tô đắt tiền. Trước khi ngồi vào, Hưng còn ngoái lại về hướng mà cô đã nhìn thêm một lần nữa. Cậu ta mang một chút luyến tiếc rồi ngồi vào. Lúc này trong quán phở nhỏ của một con phố, cái Phương trừng mắt nhìn con Ánh. Tao còn đang thắc mắc, lâu nay mày đi đâu? Tớ không ngờ lại tệ nạn trộm cướp như vậy. Ánh à, mày quẫn quá hay sao thế? Con Ánh thì điều bộ ngang ngược đáp trả. Chúng mày muốn báo công an thì cứ báo đi, không cần ra vẻ làm gì cả. Ngay như thế thì Phương hừ một tiếng. Cái con này, tao còn muốn xé nát cái mặt của mày ra đấy, thế nên không cần phải thách tao đâu. Ly thấy như vậy lại gàn, sau đó nói. Ánh à, mày đang gặp khó khăn sao? Nó nhìn lên cô với vẻ căm phẫn. Thế lại còn giả vờ mèo khóc chuột á. Bộ dạng của tao bây giờ, tớ không phải cũng nhờ mày sao? Nhờ tao? Mày ra vẻ ngạc nhiên làm gì? Đừng có nói là mày không biết anh ta đã làm gì tao nhé. Anh ta? Ý của mày là Quân á? Con Ánh chợt túm lấy bả vai của cô, ánh mắt đỏ ngầu. Hôm đó tao chỉ là bỏ vào ly rượu của mày chút thuốc, còn người trực tiếp hại mày là anh ta chứ không phải là tao. Bây giờ anh ta lại hại tao, đến ngay cả chỗ ở cũng không có. Rõ ràng không phải nhờ tao mà mày với anh ta mới đến được như ngày hôm nay sao? Ly càng nghe thì lại càng không hiểu, bởi vì Quân cũng chưa bao giờ nói với cô chuyện này. Thế bây giờ mày đang ở đâu đấy? Ở đâu á? Ngủ bơ ngủ bụi thôi. Ly nghe như thế nhìn sang Phương, giống như hỏi ý. Cái Phương thì hời hợt nhún vai một cái. Ly sau đó quay sang nó. Nhà của tao đang thuê, vẫn còn một phòng trống đấy. Hay là mày cứ qua ở tạm đi. Mày nói thật á? Vừa nghe như thế cái Phương liền giật tay. Mẹ mày chứ, thế mày không nhớ nó đã làm gì với mày sao? Chắc phải có lý do nào đó thì lão Quân mới mạnh tay như vậy. Thôi được rồi, cứ cho nó ở tạm thời thôi. Đợi nó có công việc ổn định thì dọn ra ngoài. Cái Phương nghe đến đây thở dài rồi nhìn con Ánh nói. Ở nhà còn có mẹ nó nữa đấy. Mày ở nhờ thì nên ý thức tự giác đi, giúp đỡ nó một tí. Con Ánh gật đầu giống như bắt được vàng. Bọn họ sau đó ăn vội bữa sáng rồi đưa nó về nhà. Đứng trước căn nhà hai tầng khá hiện đại và bắt mắt, con Ánh cũng phải ngạc nhiên. Nhà này là mày thuê á? Ừ. Thế mày lấy đâu ra tiền thuê cái nhà to như vậy? Tao thuê giá rẻ thôi, 1 triệu một tháng. Chủ nhà ra nước ngoài chủ yếu muốn có người trong nhà thôi. Con Ánh nghe xong thì gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, sau đó đi vào nhà. Ly dẫn nó đi lên lấy một phòng bỏ không rồi nói. Thế mày ở tạm phòng này nhé. Nếu như không có quần áo để mặc, cứ lấy tạm của tao mà mặc đi. Bây giờ thì tao phải đi có việc đã. Buổi trưa nếu như rảnh rỗi thì nấu hộ tao nồi cơm, rồi tao đi chợ mua thức ăn về sau.
Con Ánh được ở trong căn phòng khá gọn gàng và tươm tất. Đối với nó, đúng là chưa bao giờ. Liền hớn hở cười gật đầu. Mày đi đâu đấy? Tao đi phỏng vấn xin việc. Xin ở đâu thế? Vừa hỏi xong thì Ly còn chưa kịp trả lời đã bị cái Phương kéo đi. Tôi đi nhanh đi, sắp muộn rồi đấy. Lời vừa dứt thì cô cũng bị cái Phương kéo đi tuột xuống dưới. Con Ánh vẻ mặt khá thích thú với căn nhà mới. Đi dạo một vòng ngắm nghía, sau đó đi thẳng vào phòng của cô. À ta không hề kiêng dè gì cả, lục tung mọi thứ để xem xét. Sau đó thì thấy một chiếc vali nhỏ góc tường, liền đi lại mở ra. Ánh mắt khá ngạc nhiên khi ở trong đấy có rất nhiều váy áo đắt tiền, kiểu dáng thì lại mới và bắt mắt thì liền cười. Thế đúng là yêu được đại gia có khác nhỉ? Cho tao mượn thì tao nhận vậy. Nói rồi thì nó cũng liền đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi quay trở ra thử hết cả đống váy áo kia một cách vô cùng tự nhiên. Lúc này Phương và Ly cũng đến trước tập đoàn Đại Trường Thành, gửi xe gọn vào trong bãi, sau đó đi thẳng vào bên trong. Lúc này một nữ nhân viên đi lại phía họ lên tiếng. Xin hỏi, hai chị cần gì ạ? Hôm nay chúng tôi có hẹn đến đây phỏng vấn xin việc. À, anh Đức đã có sẵn, mời hai chị theo tôi. Sau câu nói đó, nhân viên ấy liền quay người đi. Cô và Phương thấy như vậy cũng theo sau. Bọn họ được đưa đến căn phòng ở cuối hành lang ngay tầng 1. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy Đức ngồi sẵn ở đấy chờ đợi. Nữ nhân viên kia liền lên tiếng. Anh Đức, hai người đến phỏng vấn đến rồi à? Nghe như vậy thì Đức khẽ gật đầu. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Đợi sau khi người nhân viên trở ra cánh cửa khép lại, Đức mới nhìn cô và Phương rồi nói. Hai người lại ghế ngồi đi. Nghe như thế, bọn họ đi lại chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Cái Phương thì đặt hồ sơ lên bàn rồi đẩy sang cho Đức. Đây là hồ sơ của chúng tôi. Đức cầm lấy nó, nhưng mà cũng không cần xem sau đó nói. Nếu như được thì bắt đầu từ hôm nay, hai người sẽ vào làm việc luôn, thuộc bộ phận kỹ thuật. Cả hai người nghe như thế thì ngạc nhiên. Không cần phỏng vấn, được vào làm ngay á? Thật ra nói là phỏng vấn thì cũng chỉ là hình thức thôi. Còn hai người đã được nhận khi nộp hồ sơ vào đây. Chỉ là ở công ty có quy củ của công ty. Mặc dù có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc đi nữa, thì cũng không thể nào đặc cách hơn nữa đâu. Hai người sẽ làm từ chức vụ thấp nhất, được tính lương như thợ lâu năm. Tất nhiên, có thành tích tốt sẽ khen thưởng và thăng chức. Sau câu nói của Đức, cô và Phương lại nhìn nhau một hồi rồi quay sang cậu ta. Nhưng mà dễ dàng nhận vào như vậy, liệu rằng mọi người có gì nghĩ không? Thế nên tiếp theo phải xem vào khả năng của hai người. Thể hiện tốt thì tất nhiên người ta sẽ phục. Còn ngược lại thì họ sẽ đánh giá tôi có vấn đề. Ly nghe như vậy thì lên tiếng. Việc làm chức vụ gì tôi không quan trọng. Công việc khó khăn như thế nào cũng không ngại. Chỉ là chuyện giữa tôi và Quân có phải là vẫn nên giấu đi không? Theo cá nhân tôi thì nên là như vậy. Bởi vì nếu như để mọi người biết cô có quan hệ đặc biệt với giám đốc, bọn họ sẽ tạo ra hai luồng phản ứng. Một bên là nịnh nọt, tầng bốc, bên còn lại chán ghét, coi thường. Thì bên nào cũng sẽ mệt mỏi thôi. Và đấy là ý kiến cá nhân của tôi. Còn cô muốn thế nào cũng được, bởi vì Quân không hề đề cập đến việc này. Tôi cũng nghĩ giống như anh là tốt nhất. Nên giữ kín chuyện này. Anh giữ kín giúp tôi nhé. Vậy được rồi, thống nhất như thế đi. Thế con muốn làm quen với công việc ngày hôm nay không? Ngay như thế cả hai người cùng gật đầu. Sau đó Đức cũng cầm bộ hồ sơ của hai người đứng dậy. Đi theo tôi. Nói rồi thì cậu ta cũng trở ra ngoài. Phương và Ly cũng léo đéo theo sau. Bọn họ cùng đi vào thang máy rồi lên tầng 3, tiến thẳng vào phòng làm việc. Với đội ngũ nhân viên ở đây khá đông, Đức bước vào bên trong rồi đưa tay lên vỗ vỗ vài cái. Mọi người, hôm nay bộ phận kỹ thuật có thêm hai nhân viên mới. Hai người họ đều là sinh viên mới ra trường. Có gì thiếu sót thì nhờ mọi người giúp đỡ thêm. Nói xong câu đó, Phương và Ly cũng lên tiếng. Xin chào mọi người, mong các chị giúp đỡ nhiều thêm ạ.
Lúc này thì một người đàn ông đi lại phía họ. Đức, sao hôm nay lại nhận người mới vào vậy? Có gì đâu, chỉ cần có tài năng thì người mới hay người cũ cũng không phân biệt. Để tôi giới thiệu nhé. Cậu ta chỉ về phía người đàn ông kia rồi nhìn cô và Phương nói. Đây là anh Trung, trưởng phòng kỹ thuật. Hai người sẽ chịu sự quản lý của anh ấy. Nói rồi thì Đức nhìn sang Trung. Còn đây là Phương và Ly. Đều là sinh viên mới tốt nghiệp ở trường Đại học A. Ta anh xem có việc gì có thể giao cho họ để làm quen trước. Nếu như gặp vấn đề thì cứ nói với tôi. Người tên Trung kia nghe như vậy thì gật đầu. Thêm còn giám đốc bao giờ thì về vậy? Chắc là tầm khoảng 1-2 ngày nữa thôi. Sao thế? Có chuyện gì à? Tôi cũng có vài việc muốn báo lại với cậu ấy. Thế nếu như gấp quá thì anh có thể nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời. Không cần đâu. 1-2 ngày tôi đợi được. Đức nghe như vậy thì gật đầu cười. Vậy đi, tôi để hai người hỏi lại đây nhé. Còn một số công việc tôi phải xử lý. Nói rồi thì cậu ta quay sang dặn dò cô và Phương vài câu rồi cũng rời đi. Lão Trung lúc này lên tiếng. Đi theo tôi nào. Nói rồi bọn họ cũng đi sâu hơn vào trong. Lão ta lúc này vừa đi vừa hỏi. Thế hai cô có quan hệ thế nào với cậu Đức vậy? Cái Phương nghe như thế định lên tiếng trả lời. Nhưng mà Ly đã nhanh chóng nói trước. Chúng tôi không có quan hệ gì cả. Chỉ là đến xin việc bình thường thôi. Lạ nhỉ? Giờ này thì công ty vốn không nhận sinh viên mới ra trường. Mọi người ở đây ít nhất phải có kinh nghiệm 1 năm trong nghề. Cô nghe xong thì cười gượng đáp. Tôi cũng không rõ. Bọn họ sau đó không nói đến việc khác nữa. Lão ta tập trung dặn dò, phân giao công việc, cùng vị trí cho hai cô. Rồi thì cũng rời đi. Lúc này ngồi ở bàn làm việc, cái Phương ghé sang bên cô rồi nói nhỏ. Này, thế mày có thấy khi nói là không có quan hệ gì, lão ta liền có thái độ khác không? Thế cái quái gì mới vào làm ngày đầu tiên, giao cho tao và mày lắm việc như vậy? Liên nghe như thế, nhìn sang bàn của mình khẽ lắc đầu, ý bảo đừng nói gì nữa. Thế nếu không sẽ có người nghe thấy. Phương thì lại hầm hực thở dài rồi lẩm bẩm. Biết như vậy, từ đầu cứ cho nói thật đi. Có khi bây giờ lão đang bưng nước đến mời tụi mình cũng nên. Ai ngờ đâu lời vừa dứt thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Muốn được bưng nước lên sao? Câu hỏi khiến Phương giật mình quay người lại nhìn. Lão Trung đã đứng ở đấy từ lúc nào không biết. Phương thì liền vội lấp liếm. Ý em nói là công việc bận quá, còn không kịp bưng nước để mời anh. Vậy sao? Cũng đang còn nhiều thời gian mà. Tôi cho cô cơ hội làm việc đó đấy. Thế mau tranh thủ đi đi. Ở đối diện công ty có quán cà phê đấy. Tôi uống nấu đá nhiều sữa. Phương ngày đến đây thì cứng đơ cả mặt. Thế nhưng mà cũng cố gắng gượng lấy nụ cười rồi đứng dậy. Trưởng phòng đợi em một lát nhé. Nói rồi thì Phương cũng vội vã chạy ra ngoài. Mà cái Ly ngồi đấy chỉ có thể thở phào một hơi. Lúc này ở đảo S, vị bác sĩ mà Quân liên lạc đã xuống sân bay. Anh gọi xe ra đón ông đến bệnh viện. Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ bệnh viện ở đây cho phép, thì bọn họ cũng thu dọn rồi trở về villa. Quân lúc này quay sang bác sĩ Bình rồi nói. Tình hình sức khỏe mẹ tôi thế nào? Ông xem có cần chuẩn bị thêm gì không? Tôi đã book vé máy bay về vào sáng ngày mai rồi. Không cần đâu. Nghe tình trạng của bà ấy, tôi cũng đã chuẩn bị thuốc đem theo rồi. Vậy thì được. Nói xong câu đó, Quân nhìn sang Tuyết rồi đi lại phía à ta. Bây giờ thì mẹ tôi không sao rồi. Cô có thể bay về ngay trong hôm nay. Ngay như thế, à mới nhìn anh rồi nói. Ngày mai, em sẽ về cùng với bác. Ở đây đã có bác sĩ Bình trông coi mẹ tôi. Cô ở lại, chỉ vướng víu chân tay thôi. Và cũng không cần phải vào chào hỏi gì bấy đâu. Xe thì tôi đã gọi đến rồi đấy. Thu dọn hành lý rồi về luôn đi. Quân à, em... Tôi không thích nhắc lại nhiều lần. À ta nghe như vậy thì bất chợt im bặt.
Mấy năm nay, à ta cố gắng tiếp xúc gần gũi với anh, ít nhiều cũng hiểu đôi phần tính cách. Chỉ là à ta cảm thấy có một chút không cam tâm khi mà à ta dành thời gian bao nhiêu năm qua lại không bằng một người mới gặp như vậy. Mặc dù trong lòng không mấy vừa ý, thế nhưng mà à ta vẫn cười một cái. Vậy được rồi, bây giờ em thu dọn hành lý rồi ra sân bay. Khi nào bác Nga về thì nhắn em biết, em ra đón. Không cần đâu, tôi tự đưa bà về được. Câu nói của anh khiến à ta cứng họng lại, sau đó cũng quay người rời đi. Quân lại lên tiếng lần nữa. Mẹ tôi đang ngủ đấy, cô tốt nhất đừng có làm phiền. Tuyết nghe như vậy tức giận, siết chặt lấy lòng bàn tay, thế nhưng mà vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài, đi thẳng. Buổi trưa hôm ấy giờ tan làm, mọi người kéo nhau về hết, chỉ còn cô và Phương phải nán lại một lúc bởi vì công việc tồn kho mà lão trưởng phòng kia giao cho. Bọn họ trở về khi đã quá 12 giờ trưa. Cái nắng gắt hắt xuống làn đường, bốc lên hơi nóng giống như một lò thiêu. Cái Phương dắt xe ra khỏi cổng rồi nói. Muộn rồi, không kịp đi chợ nấu nướng đâu. Hay là em cứ mua thức ăn chín về, chiều còn phải đi làm nữa. Ừ. Sau câu nói đó thì bọn họ cũng ngồi lên xe. Cái Phương vừa lái vừa nói chuyện. Mà này, từ sáng đến giờ Quân có gọi cho mày không đấy? Không. Ơ, lão này lạ nhỉ. Ngày đầu tiên mày đi làm, thế mà không gọi hỏi thăm á. Biết sao được, có thể là anh ấy bận. Thế gọi thì có tốn mấy phút đâu. Mà bây giờ lão ở cùng cái con thủy quái kia, thế không biết rồi có bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì không. Thế mà nửa ngày trời không gọi cho mày. Thế hay là mày cứ gọi đi. Thôi, cứ kể đi. Anh ấy bận thì tao cũng không muốn làm phiền đâu. Ơ cái con này, chúng mày yêu đương kiểu gì vậy? Cứ giữ im lặng với nhau như thế rồi thì tình yêu cũng chết dần thôi. Liên nghe như thế không nói gì cả. Thật ra thì cô cũng nóng ruột. Cô cũng muốn gọi cho anh, hỏi là anh đang làm gì, bao giờ thì về. Nhưng mà cuối cùng thì mong muốn ấy thoáng chốc lại bị dập tắt. Tình yêu là thứ mà cô trước đó chưa bao giờ nếm trải. Nhưng mà trong nhận thức mơ hồ, cô mong muốn nó sẽ nhẹ nhàng và bình yên. Ấy vậy mà cuối cùng, bước trái bước phải, nhìn trước nhìn sau, rồi lại dẫm phải màn chông gai này đây. Lúc này thì cái Phương phi xe vào một quán cơm bình dân khá đông khách. Người ngồi ăn chật kín, mà người đứng mua cũng chen chúc. Phương thì nhăn mặt cảm giảm. Mẹ kiếp! Thế hôm nay là ngày toàn dân đi ăn cơm bụi á. Cái quái gì mà đông như vậy? Thế đằng nào cũng muộn rồi thì cứ đợi một lát đi. Cái Phương nghe như thế hậm hực, thở ngắn, than dài. Hai người phải đợi đến tầm 15 phút sau đó, thế mà vẫn không đến lượt. Phương bực bội rồi nói. Thôi, đi về nấu mì ăn đi. Nghe như thế, Ly cũng đành gật đầu. Cùng lúc đấy một người đi ra trong đám đông kia lên tiếng. Ơ? Này cô! Nghe như vậy theo phản xạ, Lê quay người lại. Có một chút ngạc nhiên khi cô nhận ra người ban sáng giúp mình lấy lại đồ. Anh cũng lại đây mua đồ ăn á? Hưng nghe như vậy thì cười rồi gật đầu. Ngại nấu thế nên mua cho nhanh. Cô mua được chưa? Đông quá không đợi được. Chúng tôi định về nhà ăn mì gói. Tôi đi trước nhé. Nói rồi Lê định quay đi. Hưng lại lên tiếng. Này, khoan đã. Cô nghe như vậy ngoái lại nhìn Hưng. Anh ta liền đưa túi đồ cho cô. Cái này cô cứ cầm trước đi, tôi lấy sau cũng được. Sao như vậy được? Anh mất công đợi từ nãy đến giờ rồi cơ mà. Không sao đâu, tôi cũng không vội gì cả. Cô cầm lấy đi. Cái Phương từ nãy đến giờ đứng bên cạnh, khẽ giật nhẹ tà áo của cô vài cái. Ly hiểu ý, lại có một chút ái ngại rồi cười. Vậy bao nhiêu tôi gửi tiền cho anh nhé? Không cần đâu. Nếu như cô ngại thì cứ cho tôi biết tên là được. Sao như thế được? Cái này anh mất tiền để mua mà. Tôi nói không sao đâu. Lê cầm lấy nó, nhưng mà vẫn vội vàng lấy tiền trong túi sách, rồi nhét vào tay của anh tờ 100.000. Vậy tôi cứ đưa cho anh 100.000 nhé. Nếu như thiếu thì tôi xin.
Còn nữa, tên tôi là Lưu Hà Ly. Cảm ơn anh. Nói xong câu đó, Ly nhìn Hưng cười một cái rồi mới quay đi. Anh ta đứng ở đấy thẫn thờ mất vài giây, rồi lại nhìn xuống tờ tiền trong tay, bất giác mỉm cười. Lưu Hà Ly. Lúc này thì người bạn của Hưng đi ra. Được chưa? Đi về thôi. Hưng nghe như thế quay lại bình thản trả lời. Xếp hàng mua lại đi. Sao lại mua lại? Thế đồ mày vừa mua đâu? Vừa mới bán cho người khác rồi. Lời vừa dứt thì Mạnh liền đánh vào vai của Hưng một cái. Cái thằng điên này, chờ cả nửa tiếng mới mua được, thế tự nhiên đi bán cho người khác. Thì đằng nào cũng muộn rồi, chờ thêm lúc nữa. Tao không rảnh để điên cùng với mày đâu nhá. Trời thì nóng bỏ mẹ đi được. Mua được tí đồ ăn, chảy hết cả mỡ ấy. Còn sức đâu mà lết về nhà ăn nữa. Tôi không đợi nữa. Đi ăn tạm cái gì đó lót dạ đi. Nói rồi thì Mạnh khoác vai của anh cáo đi. Lúc này thì Phương và Ly cũng trở về đến nhà. Người giúp việc mà Quân thuê liền vội đi ra. Này cô, cái cô gái hôm nay mới đến là ai thế? Là bạn của cháu thôi. Sao vậy ? Tôi nói thật với cô nhé. Cậu Quân bảo tôi đến đây chăm mẹ cô thì tôi nhận lời. Chứ cái cô này không biết là ai mà cả sáng hôm nay cứ sai vặt tôi như vậy. Đến ngay cả cốc nước cũng gọi tôi mang lên phòng. Tôi đang bận lau rửa cho mẹ cô. Thế mà nhờ cô ta lấy hộ cho tờ giấy, cô ta lại còn quát tôi, bảo là không phải việc của cô ta. Vừa nghe như thế cái Phương hầm hực đi sụp vào trong nhà rồi gọi lớn. Anh! Ly thấy như vậy, đi vào sau. Phương lại gọi tiếp khi thấy nó vẫn không trả lời. Con anh kia! Sau câu nói đó, nó mới chịu ló đầu từ trên tầng xuống. Thế gọi cái gì mà lắm như vậy? Mày xuống đi ngay đi. Con anh nghe như vậy mới đi xuống. Ly lúc này sững sờ khi thấy nó đang mặc chiếc váy mà Quân đã mua cho cô khi đi đảo S. Rõ ràng, cô đã cất riêng vào vali. Sao nó còn lấy được vậy? Anh, sao mày lại lấy cái váy này vậy? Thì mày cứ bảo là cứ lấy quần áo của mày mà thay. Để tao thấy cái nào đẹp thì tao lấy thôi. Mày có lấy thì lấy trong tủ ấy. Mấy cái đó tao đã cất riêng rồi mà. Ủa nhưng mà mày đâu có nói phải lấy trong tủ đâu. Ly nghe như vậy thì thở hắt một hơi rồi đi lên tầng. Cái Phương bây giờ mới lên tiếng. Tao nói cho mày nghe nhé. Bây giờ mày đang ăn nhờ đậu nhà người ta đấy. Đừng có mà tỏ thái độ bà tướng như vậy. Tự giác vận động cái thân đi. Và cũng đừng tọc mạch đụng vào đồ của nó như thế. Gớm. Có cái váy thôi. Làm gì ghê như vậy? Lúc đầu còn bảo cứ lấy mà mặc. Bây giờ lại như thế. Mẹ kiếp con này. Tại mày không thấy mẹ nó như thế nào á? Người ta đến đây để chăm mẹ nó. Chứ không phải hầu hạ mày. Mày cũng đừng xem đây là cung điện mà cứ tưởng mình là công chúa. Mà còn không nữa thì mày biến ngay khỏi đây. Con ánh nghe như vậy thì chột dạ. Hầm hầm mặt rồi nói. Biết rồi. Sau đó thì lại quay lên. Lúc này thì Ly ở trong phòng gắt nhẹ. Anh! Mày làm cái gì mà phòng tao bừa bộn như vậy? Thì tao thử đồ, tao quên chưa dọn. Ly thở hắt một hơi. Mày mà cứ sống kiểu này. Tao nghĩ là mày nên kiếm chỗ khác mà ở thôi. Tao đã nhiều việc lắm rồi. Bây giờ còn dọn hồ mày nữa. Không được đâu. Con ánh nghe như thế, vội vàng đi vào phòng nhanh như máy rồi thu dọn mọi thứ. Sau đó nói. Tao biết rồi. Không có lần sau đâu. Nhá. Chứ bây giờ bảo tao ra ngoài thì tao lại ngủ bờ ngủ bụi. Ly chán nản nhìn nó, đang luống cuống thu dọn mọi thứ rồi thở dài. Tôi nhanh đi rồi đi xuống ăn cơm. Nói rồi cô đi xuống nhà. Cái Phương lúc này lại lên tiếng. Mẹ kiếp cái con đấy. Đáng nhẽ ra, không nên giúp nó. Đúng là rước họa vào người ấy. Ly nghe như thế nhưng mà cũng bỏ ngoài tai rồi lại gần bày đồ ăn ra. Ngày mai thì ba tao được xuất viện về nhà rồi đấy. Chắc là chiều mai xin nghỉ sớm một tí. Thế ngày mai tao về cùng mày nhé. Tao đưa mày đi. Thôi không cần đâu. Tao gọi xe thôi.
cũng đâu đưa bà tao về bằng xe máy được đâu. Ừ, thế tùy mày vậy. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, bọn họ ăn cơm, rồi cũng chẳng kịp nghỉ lại, đã vội vã đi làm. Chiều nay vừa mới gửi xe ở bãi, rồi đi vào trong thì liền đụng mặt với Tuyết cũng đang đi vào. À ta vừa nhìn thấy hai cô thì kinh ngạc nhíu mày. Sao hai cô lại ở đấy? Cái Phương thì vốn không ưa gì à ta, nên không trả lời, kéo cô đi thẳng tụt vào trong. Tuyết đứng ở đấy trong lòng hoài nghi, đi lại hỏi một nhân viên ở đấy. Này, hai cô ta làm gì ở đây vậy? À, nhân viên mới bên bộ phận kỹ thuật đấy mà. Ngay đến đó thì ánh mắt ả ta chợt đanh lại, bàn tay siết chặt lại thành quyền rồi hầm hực bỏ đi. Lúc này, ở phòng làm việc của Ly, cái Phương ghé sang rồi hỏi. Thế Lão Quân vẫn không gọi cho mày á? Con thủy quái đó về rồi đấy, thế còn Lão đâu? Tao không biết. Ơ? Mà hai đứa mày cũng lạ nhỉ? Để lát nữa tao đi hỏi dò Lão Đức xem sao. Ly nghe như vậy thì không nói gì cả. Cô lấy điện thoại ra xem, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn từ anh. Rốt cuộc Quân đang nghĩ gì vậy? Thời gian cứ như vậy trôi đi, chớp mắt đã hết buổi chiều rồi lại chuyển sang tối. Tuyệt nhiên thì vẫn không thấy cuộc gọi nào từ anh. Ly nằm trong phòng cứ cầm chiếc điện thoại trên tay trông chờ. Bỗng lúc này con Ánh mò sang. Ê Ly. Cô nghe như vậy thì ngồi lên. Sao thế? Thế mày với con Phương đang làm ở Đại Trường Thành á? Sao mày biết? Thì tao thấy thẻ nhân viên của mày trên bàn đấy. Ừ. Nó nghe như vậy thì hí hửng đi vào trong phòng. Thế có bạn trai làm giám đốc, xin việc dễ nhỉ? Thế hay là mày xem, nói Quân bỏ qua cho tao, cho tao một chân trong đấy được chứ? Ly vừa nghe đến đây thì khẽ nhíu mày. Cô đang khó chịu sẵn bởi vì không thấy Quân liên lạc nên có phần bực bội trả lời. Thế mày nghĩ là Quân có đồng ý không? Thì thế cho nên tao mới bảo là mày nói giúp. Mày muốn xin thì tự đi nộp hồ sơ đi. Cái này thì tao không giúp được đâu. Nghe như thế con Ánh đổi sắc mặt rồi quay ngoắt đi. Ly lúc này thở hắt một hơi, nhìn điện thoại của mình sau đó ngả xuống giường. Quân, rốt cuộc tại sao không gọi cho em vậy? Cô cứ nằm ở đó trằn trọc mãi với những suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Buổi chiều hôm sau, đang trong giờ làm việc, Đức bước vào phòng rồi gọi. Ly. Cô nghe như thế liền quay người lại, thấy cậu ta đang đưa tay với cô thì đi ra. Có chuyện gì sao? Giám đốc gọi cô lên phòng đấy. Anh ấy về rồi á? Mau đi đi. Ngay như thế, Ly liền quay người rời đi. Nét mặt thì thoáng một nụ cười. Cùng lúc đó ở một góc khác, bóng người cầm chiếc điện thoại áp lên tai rồi nói. Bác Nga hả? Thế bác thấy trong người khỏe chứ à? Bác cũng đỡ nhiều rồi. Sao thế con? Dạ, thật sự là cháu không muốn làm phiền bác như vậy đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Chuyện gì vậy Tuyết? Ngày hôm qua cháu đi làm thì mới biết Ly và cả cây Phương đang làm việc ở Đại Trường Thành, mà hai cô ấy mới tốt nghiệp còn chưa nhận bằng, kinh nghiệm thì không có. Ấy vậy mà anh Quân để họ vào làm. Cháu sợ là anh ấy vì yêu đương mà làm ảnh hưởng đến công việc công ty à? Sau khi nghe câu đó, giọng của bà Nga có một chút bực bội. Sao cơ? Nó lại đưa cô ta đến công ty để làm á? Dạ vâng ạ. Cháu cũng mới biết hôm qua thôi. Dạo này thì công ty nhiều dự án, chỉ sợ là anh Quân lơ là rồi ảnh hưởng đến công việc ấy. Cái thằng này, sao lại u mê cô ta như vậy chứ? Mẹ nó bệnh còn chưa khỏi ấy mà nó đã như vậy rồi. Được rồi, để đi bác. Bác đến xem thử thế nào. Dạ vâng ạ. Sau câu nói đó, Tuyết tắt máy. Khóe miệng ả ta khẽ cong lên một nụ cười đắc ý, rồi quay người rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả đúng như những gì chúng ta dự đoán, giờ đây thì Ly đã vào làm việc tại Đại Trường Thành, và không những thế lại còn giáp mặt với Tuyết. Ngay ngày đầu tiên đi làm thì Tuyết đã thông báo lại điều này với mẹ của Quân,
Và đương nhiên là mẹ của Quân sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua việc này. Chúng ta cùng chờ đợi xem ở tập truyện tiếp theo thì màn đối mặt giữa mẹ của Quân và Ly sẽ xảy đến như thế nào đây. Liệu rằng đây có phải là một scandal lớn xảy đến ở công ty này hay không? Bên cạnh đó, ở tập truyện này còn có sự xuất hiện của một nhân vật, đó chính là Hưng. Không hiểu là anh chàng này sẽ có tác động như thế nào đến cuộc đời cũng như là câu chuyện tình cảm giữa Ly và Quân. Và còn một chi tiết nữa, đó chính là việc mà Ly đưa Ánh về sống cùng trong căn nhà. Thì anh Sang nghĩ rằng việc này không khác gì rước họa vào thân cả, không sớm thì muộn gì biến cố cũng sẽ tiếp tục xảy đến thôi. Vậy thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.